Lộ tình trạng sức khỏe nghiêm trọng của Minh Hằng hậu kết hôn với bạn trai đại gia khiến cộng đồng mạng xót xa. Chưa đầy một tuần sau khi kết hôn với bạn trai lâu năm, Minh Hằng tất bật trở lại phim trường và chạy show. Chính vì lịch trình làm việc kín mít, người đẹp khiến khán giả vô cùng lo lắng về tình trạng sức khỏe của mình. Qua đó, trong những story mà Minh Hằng đăng tải, có thể thấy làn da của mỹ nhân 8X nổi mụn khá nhiều vì lối sống sinh hoạt bất thường, thiếu khoa học. Đáng chú ý, nữ ca sĩ còn khoe ảnh lên đồ trẻ trung, những chiếc quần rộng thùng thình, đã tố cáo thân hình ngày càng nhom của mình. Mới đây, Minh Hằng đã chia sẻ nguyên nhân cho việc sụt cân, phong độ về ngoại hình cũng như hay bị đau bao tử do không chú ý ăn uống đúng giờ. Cách đây không lâu, Minh Hằng từng có chia sẻ trong khoảng thời gian của cuộc sống hôn nhân của ông Sa Quốc Bảo. Cô thừa nhận bản thân đã sống thử với chồng một thời gian để xem có phải là người phù hợp để gắn bó hay không. Thực ra vợ chồng tôi đã sống chung một thời gian trước khi đám cưới để đảm bảo đối phương là một người phù hợp gắn bó trọn đời. Sau lễ cưới chúng tôi không thay đổi môi trường sống, chỉ là tâm lý hơi khác. Từ lúc sống thử đến kết hôn, tôi tự thấy bản thân mình biết vun vén gia đình. Ngày trước, xong công việc tôi có thể tụ tập bạn bè cà phê, nhưng hiện giờ tôi dành thời gian chăm lo nhà cửa, Minh Hằng chia sẻ. Chia sẻ về cuộc sống hôn nhân, Minh Hằng trải lòng, lúc trước vì quá bận rộn, tôi hay ra ngoài ăn, nhưng hiện tại tôi chỉ thích nấu nướng ở nhà hơn, quây quần bên người thân và món ăn mình nấu là một cách giản dị và đặc biệt. Chồng thấy tôi làm vất vả cả ngày, dành thời gian nấu nướng cho anh sẽ cảm nhận được nỗ lực chăm sóc bản thân của gia đình, cũng như tôi. Minh Hằng hậu kết hôn thích về nhà nấu cơm cho ông xã. Vào ngày 18 tháng 6 vừa qua, Minh Hằng và ông xã danh nhân đã tổ chức đám cưới hành tráng tại một resort cao cấp. Cuộc sống sau khi kết hôn của nữ diễn viên nhận được khá nhiều quan tâm của khán giả. Mới đây, cô vừa tiết lộ một sự thật thay đổi nhỏ mình sau khi lấy chồng. Trên trang Facebook cá nhân, Minh Hằng vừa đăng tải một bức ảnh mới khoe nhan sắc xinh đẹp của mình. Đáng nói hơn, người đẹp sinh năm 1987 đang chụp ảnh với chiếc túi đắt đỏ mà Ngọc Trinh đã tặng cho cô nhân dịp sinh nhật vừa qua. Có thể thấy, Minh Hằng diện trang phục đơn giản với áo thun trắng, quần jean xanh, đội mũ đen kết hợp với kính màu và túi gần 100 triệu đồng. Nhan sắc ở tuổi 35 của nữ diễn viên nhận được nhiều sự khen ngợi từ khán giả, có ý kiến cho rằng sau khi kết hôn vẻ ngoài của cô nàng xinh đẹp và rạng rỡ hơn. Bên cạnh đó, dòng trạng thái Minh Hằng cũng thấy chú ý nhiều sự thay đổi. Sau khi lấy chồng, nữ diễn viên cho biết bất ngờ. Bây giờ ông xã mỗi khi xong công việc thì cô đều tranh thủ về nhà và rất thích nấu ăn cho người bạn đời của mình. Minh Hằng dí dỏm chia sẻ, công việc truyền lệ rồi nấu cơm. Sau khi tổ chức đám cưới, vợ chồng Minh Hằng không đi hưởng tuần trăng mật. Thay vào đó, nữ diễn viên tất bật vào phim trường. Cô nàng cũng không quên tiết lộ phản ứng của ông xã khi thấy cô bận rộn đóng phim trường ngay sau ngày cưới. Người đẹp sinh năm 1987 tâm sự với trang Ngôi Sao Net rằng lấy vợ diễn viên, chồng tôi quen rồi, không nói gì đâu. Trước lễ cưới, anh hỏi tôi có đủ sức vừa lo công việc riêng vừa chuẩn bị phim không. Chỉ hỏi vậy chứ không ngăn cản. Được biết, Minh Hằng đảm nhận vai chính trong bộ phim mới nhất của đạo diễn Ngọc Đãng và đóng cùng Ngọc Trinh. Diễn viên cho hay rằng ông xã hết lòng hỗ trợ, ủng hộ trong công việc và nhiệt tình chào đón các đồng nghiệp của vợ. Minh Hằng bộc bạch, sau đám cưới tôi mời Ngọc Trinh và đạo diễn Ngọc Đãng về nhà tập hội thoại buổi cuối. Chồng tôi rất chào đón mọi người, còn bảo tôi mọi người tập rôn rả quá vui vậy em. Trước giờ ông xã luôn ủng hộ công việc của tôi cũng tôn trọng công việc của anh. Có thể nói cuộc sống sau khi kết hôn của Minh Hằng đang khá ngọt ngào khi được chồng yêu chiều và thương. Thay vào đó, nữ diễn viên luôn tranh thủ công việc để có nhiều thời gian dành cho người bạn đời hơn.